Cách tìm thấy Phật, hướng dẫn gặp Phật. Hầu hết mọi Phật tử đều thuộc lòng lịch sử Phật Thích Ca. Ngài giáng sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, trị vì thành Ca Tỳ La Vệ, nước Ấn Độ bấy giờ. Ngài lớn lên lấy vợ, rồi xuất gia thành đạo, chuyển pháp luân cứu độ chúng sinh, nhập Niết Bàn ở vườn Ta La. Như vậy, Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn. Chúng ta đi tìm Phật ở đâu? Làm sao chúng ta gặp được Phật? Nếu chữ Phật chỉ có một ý nghĩa duy nhất là Đức Phật Thích Ca, một vị Phật lịch sử, thì câu trả lời sẽ là Phật ở Ấn Độ, cách đây hơn 2.500 năm. Nhưng chữ Phật không chỉ một ý nghĩa đơn giản như vậy, chữ Phật còn mang nhiều tính chất sâu kín nhiệm màu, mà trong video này sẽ cố gắng làm sáng tỏ phần nào những ý nghĩa nhiệm màu đó, để chúng ta có thể cùng nhau vén bức màn vô minh u tối mà tìm thấy ánh sáng, tìm thấy Phật. Kính mời quý anh chị cùng tham khảo chung. Phật là gì? Chữ Phật trong Phật giáo nghĩa là bậc giác ngộ, dùng để chỉ đến một vị chánh đẳng chánh giác đã đạt đến sự tinh khiết và hoàn thiện trong đạo đức, trí tuệ, thông qua nỗ lực của bản thân trong việc thực hiện các pháp ba la mật ở rất nhiều kiếp sống, tâm trí hoàn toàn không còn vô minh, gốc rễ gây ra sinh tử. Đó là một trí tuệ vĩ đại, nhất thiết trí, cùng với sự từ bi vô hạn với tất cả mọi chúng sinh khác, không phân biệt đối tượng. Từ Phật thường để chỉ một vị Phật trong lịch sử, tên là Thích Ca Mâu Ni, là một nhân vật có thật đã truyền bá tư tưởng của mình ở lục địa Ấn Độ vào thế kỷ 5 trước công nguyên, và những giáo lý ấy đã được làm nền tảng để khai sinh ra Phật giáo. Nhưng theo lời giảng của chính Đức Thích Ca Mâu Ni thì Ngài chỉ là vị Phật duy nhất trên trái đất trong thời kỳ này. Còn nếu xét rộng ra toàn vũ trụ, xét cả quá khứ và tương lai, thì ngoài Ngài ra còn có vô số vị Phật khác nữa. Họ tồn tại ở các thế giới khác hoặc ở những thời điểm khác. Nhiều vị đã đắc đạo ở quá khứ, nhiều vị đang sống trong hiện tại ở những thế giới khác, và nhiều vị sẽ đắc đạo ở tương lai. Phật ở đâu? Phật cũng có nghĩa là giác, là thức tỉnh ra khỏi giấc mê, là người đã rũ sạch bụi trần, là vượt ra ngoài ba cõi, là hiểu biết đến chỗ vô cùng, vô tận, là toàn trí, là xuất hiện khắp nơi, là giác ngộ giải thoát, là từ bi hỷ xả, là vô ngã lợi tha, là tình thương, là sự sống, vân vân. Nếu những ai đạt đến những đức tính quý báu đó, thực hiện được những tinh thần cao cả đó, thì được tôn xưng là Phật. Theo giáo lý nhà Phật thì có rất nhiều vị Phật khác nhau như Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, vân vân. Nhưng mỗi vị Phật sẽ giáo hóa một cõi nào có nhân duyên với các ngài. Thí dụ như Phật Thích Ca giáo hóa chúng sinh ở cõi Ta Bà, Phật Dược Sư giáo hóa chúng sinh ở các cõi phương Đông, Phật A-di-đà giáo hóa chúng sinh ở các cõi phương Tây. Mỗi tam thiên đại thiên thế giới chỉ có một vị Phật giáo hóa, có chư Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ hộ trì. Nhưng chính kinh Phật lại nói rõ là Phật biến hiện khắp nơi, có vô số Phật đồng hiện diện ở các cõi. Như vậy có mâu thuẫn không? Nếu đứng về sự mà nói thì mỗi cõi chỉ có một vị Phật giáo hóa, các Phật khác đều thị hiện làm Bồ Tát, trời, rồng, quỷ, thần, chúng sinh, sông núi, cây cỏ, vân vân, để hộ trì vị Phật kia. Nhưng nếu đứng về lý mà luận thì Phật ở khắp nơi, trong mỗi chúng sinh đều có một vị Phật ẩn tàng, đó là Phật tánh, là chân tâm. Vì vậy trong kinh có câu: tâm, Phật, chúng sinh, tam vô sai biệt. Phật ở ngay trong chúng ta mà ít người biết tới. Theo quan niệm tín ngưỡng bình dân thì ở hai vai mỗi người lúc nào cũng có hai vị thần ghi chép những việc lành dữ của chúng sinh gây tạo, hoặc có nhiều vị Phật tử mỗi khi làm việc gì cũng nói là có Đức Phật chứng minh, tin rằng Đức Phật có nghìn mắt nghìn tai, thấy và nghe tất cả mọi điều. Đó là những hình thức giản dị mà giới bình dân thường quan niệm, không ngờ lại đúng với ý nghĩa cao siêu của Phật giáo. Hai vị thần ghi chép hoặc Phật chứng minh chính là tượng trưng cho chân tâm đã ghi nhận mọi hành động và tư tưởng lành dữ, chính là A Lại Gia Thức đã huân tập chủng tử để rồi khi thời gian thuận tiện, đủ duyên cho hạt giống nảy mầm, nhân quả hiển nhiên, công tội thưởng phạt rõ ràng. Ngoài cái lý ẩn tàng sâu kín trong tâm,
chúng ta có thể tìm thấy Phật qua chánh pháp mà Phật để lại, vì pháp chính là Phật. Chánh pháp mà còn thì Phật còn, nhưng nếu chánh pháp biến thành tà pháp, những ý nghĩa cao siêu của Phật bị diễn tả sai lạc, những lời dạy dỗ của Phật biến thành mê tín dị đoan, thì bóng dáng của Phật đã bị vô minh che kín mất rồi. Chính Đức Thích Ca đã căn dặn các đệ tử, hãy tuân theo chánh pháp mà tu, hãy giữ gìn giới luật mà sống, thì Như Lai lúc nào cũng gần gũi. Nếu không theo chánh pháp, không giữ giới luật, thì có Như Lai bên cạnh cũng chẳng giúp được gì. Chúng ta cũng có thể tìm thấy Phật qua hình dáng các vị cao tăng tu hành chân chánh, giới đức tròn đầy. Các vị là trưởng tử của Như Lai, đại diện cho Phật để chúng sinh có chỗ quy ngưỡng. Nhưng nếu là kiêu tăng phạm giới, không giữ luật hòa, thì Phật sẽ ẩn, ma sẽ hiện. Các vị kiêu tăng chính là người phá Phật, hại pháp, mạnh hơn những kẻ ngoại đạo nhiều lắm. Chúng ta có thể tìm thấy Phật khắp nơi, chỗ nào có tình thương ngự trị, có từ bi hỷ xả hiện tiền, có chân lý hiện hữu, là có Phật ở ngay đó. Một người nào, bất cứ xuất gia hay tại gia, mà trong một khoảng thời gian phát tâm bồ đề, khai mở chân tâm, tu hành tinh tấn, thực hành từ bi hỷ xả, thì ngay trong phút giây đó, người ấy đã là Phật, vì Phật là giác. Nhưng sau phút giây giác ngộ, người ấy trở lại sống tầm thường, ích kỷ, thì Phật lại tiềm ẩn, để chờ cơ hội phát huy. Phật chỉ khác chúng sinh ở chỗ, Phật vĩnh viễn giác ngộ, lúc nào cũng sáng, còn chúng sinh thì chỉ lòe sáng trong giây phút, rồi lại chìm đắm trong bóng tối vô minh. Một hiền phụ hy sinh cơm áo, thì giờ, tiền bạc, sức khỏe, chẳng ngại đói rét, nhọc mệt, để lo cho các trẻ mồ côi. Một lính cứu hỏa xông pha vào nhà cháy để cứu người bị kẹt. Một thanh niên nhảy xuống sông cứu người chết đuối. Một y tá quên mình chữa chạy cho bệnh nhân. Một tù nhân cải tạo chịu đói để chia sẻ nắm cơm cho một người bạn đồng cảnh ngộ, vân vân. Tất cả những hành động đầy tình thương đó đều là những việc làm của Phật, của Bồ Tát. Và trong giây phút mà từ bi hỷ xả ngự trị, quên mình, vô ngã, để cứu người, lợi tha, thì những vị đó chính là Đức Phật Thích Ca, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân. Chúng ta chẳng cần tìm Phật ở đâu xa, Ngài luôn luôn ở ngay trong cuộc đời, nhưng chúng ta không thấy, vì chúng ta chỉ nhìn đời bằng đôi mắt thịt mà quên sử dụng trí tuệ để quan sát những gì tiềm ẩn bên trong hoặc đằng sau những việc làm đó. Chúng ta có thể tìm thấy Phật qua sự sống trong tất cả chúng sinh, cầm thú, thảo mộc. Sự sống đó bàn bạc trong khắp không gian và thời gian, lan rộng rì rào trong gió, róc rách trong tiếng suối reo, chim hót, hoa nở, trăng tròn. Sự sống đó chuyển mình trong vũ trụ cao xa, cũng như trong thâm tâm sâu kín. Nếu lắng tai, chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói của sự sống đó, tiếng của chân tâm, của lương tâm, của Phật. Trong Kinh Pháp Hoa có diễn tả tiếng tằng hắng, tiếng gãy móng tay của Phật, chấn động cả tam thiên, đại thiên thế giới, chính là tiếng của chân tâm, của Phật tánh vậy. Vì đã thông cảm với sự sống nhiệm màu, nên một vị thiền sư, mỗi sáng ra thăm vườn, lại vuốt ve những mầm lá xanh tươi và nói, một ngày kia, chúng cũng thành Phật. Nếu chúng ta chấp nhận cái lý, Phật là sự sống khắp nơi, trong mỗi chúng sinh đều có Phật, thì chúng ta không còn dám sát sinh nữa, ai dám giết Phật. Đó là lý do căn bản của giới thứ nhất, do Đức Phật đặt ra, giới sát, cấm giết hại chúng sinh. Phật tử đã không sát sinh mà còn phải lo phóng sinh, cứu mạng sống cho cầm thú, tôn trọng sinh mạng muôn loài. Do đó, nên hạn chế việc thèm muốn ăn uống, dù là đồ mặn hay đồ chay, không làm điều ác, chỉ làm việc lành, giữ thân tâm trong sạch. Vì Phật ở ngay trong tâm, một vọng niệm xảy ra là Phật đã biết. Nếu chúng ta chấp nhận Phật ở trong tâm, thì không bao giờ dám có tư tưởng sái quấy. Một khi tư tưởng sái quấy đã không có, thì tất nhiên không còn hành động tội lỗi nữa. Đó là lợi ích hiển nhiên của cái lý nhiệm màu, Phật ở khắp nơi. Tạm kết. Đạo Nho có câu, cố quân tử thận kỳ độc giả, nghĩa là người quân tử phải giữ gìn cẩn thận tư tưởng và hành vi ngay khi chỉ có một mình. Vì thực tế chúng ta không hề một mình, mà còn trời Phật, thánh thần soi xét, đèn trời chiếu rõ, không sao chối cãi được. Nho giáo cũng chủ trương đạo hiếu, con cái phải hiếu thảo với cha mẹ, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Vì hiếu với cha mẹ, tức là đang phụng sự Đức Phật, là phổ biến tình thương,
đạo Phật còn mở rộng tình thương từ cha mẹ, anh em đến mọi loài chúng sinh. Nên kinh điển có câu: bố thí cho chúng sinh, tức là cúng dường mười phương chư Phật. Nếu đem cái lý Phật ở khắp nơi, trong chúng sinh nào, dù là hành khất hay cầm thú cũng có Phật, thì câu kinh này thành ra quá dễ hiểu. Bố thí tiền của, bố thí tình thương là bớt lòng ích kỷ, là diệt trừ chấp ngã, là lợi tha, là bình đẳng, là thương yêu giúp đỡ. Đó chính là những việc làm, những đức tính mà Đức Phật thường nhấn mạnh, đề cao. Do đó, bố thí đứng đầu lục độ. Mở rộng tình thương, khuếch tiểu ngã thành đại ngã, phá bỏ mọi ranh giới phân chia giai cấp, chủng tộc, quốc gia. Không còn nhân ngã bỉ thử, không còn tranh chấp hận thù, chỉ có một thực tại đầy ánh sáng của giác ngộ. Đó là Đức Phật ở khắp nơi. Cuối cùng, kính mong chư Phật tử hãy loại bỏ những tư tưởng như Phật ở Ấn Độ, ở chùa, Phật ở trong tượng, trong ảnh, trong kinh, vân vân, mà hãy cố gắng tìm Phật đang hiện diện trong tất cả muôn loài chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có hạt giống Phật. Hãy làm cho hạt giống Phật nảy mầm, đơm hoa, kết quả. Đừng làm cho hạt giống đó bị vùi lấp, khô héo đi. Nếu nơi nào còn những tội lỗi xấu xa, thì hình ảnh của Phật còn bị vô minh che khuất. Ngược lại, chỗ nào mà tình thương phát triển, chân lý hiện tiền, thì chỗ đó vô minh bị triệt tiêu, Phật sẽ hiển hiện.